Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá, 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó. Vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp được bao luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo luôn, 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên theo là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên theo là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá. 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy.
nó có dây về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào, đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, đây nó có đuôi như này, về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng, con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000, thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000, rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết, giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy. Đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này. Hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nhá. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng 4 cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Được không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cầm lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn thức uống này. Đấy, có quay này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quay sách, quay đeo đàng hoàng. Dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, số điện thoại thì em để ngay ở dưới góc màn hình đây, hai số hai góc màn hình thì các bác có thể xem tham khảo và đặt hàng nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái búa lùn của Nhật này. Búa lùn của Nhật, hàng made in Japan nhá. Giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một con búa lùn như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác nhá. Giá chỉ có 65k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá, búa lùn made in Japan. 2 lạng rưỡi, giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái búa A1 nhá, A1 nhỏ này.
A1 nhỏ giá sẽ là 80.000. Đó, đây. Con búa lùn này thì chiều dài của nó khoảng 22 khoảng 15 cm nhá. Đấy em đi trước đây luôn. Đó cho nó. Em đo kích trước cho các bác xem luôn nhá. Con búa lùn này thì dài là 15 cm này. Đấy, tiếp theo là con búa A1 này thì dài là 24 cm. Búa A1 dài 24 cm. Con này thì trọng lượng của nó là nó vào khoảng là 3 lạng nhá. Tiếp theo là con A2 to nhá. A2 to con này thì sẽ là 130 cành. 130 cành cho con A2 to như này. A1 nhỏ, A2 to, con này là dài là 32 cm. Dài 32 cm và con này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 5-6 lạng. Đấy, tiếp theo là em lên cho các bác cái vòi cam xanh. Nó có màu cam và màu xanh như này. Bên em lên nó là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái vòi cam xanh như này. Con này nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá. Hai đường nước. Đấy, chia ra làm hai đường nước luôn. Có gen xoáy, gen xiếc này. Đấy, con này sẽ là 50 cành nhá, 50 cành. Tiếp theo thì sẽ là cái chổi lau bàn ghế, chổi cọ bàn ghế, giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35.000. Chiều dài của chổi thì nguyên phần cước này là vào 15 cm và phần dài của chổi thì vào khoảng là gần 30 cm nhá, 30 cm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu khò ga này. Bỏ cái phần đồng ở đây luôn. Hai mẫu khò ga này. Đấy, đây, ba mẫu khò ga của bên em luôn. Đó, thì con khò đồng này sẽ là 80.000 này. Đấy, con khò đồng này thì về nhà các bác phải tự tự mồi lửa nhá. Còn lại là dòng này là dòng đánh lửa này. Con màu trắng này sẽ là 50.000. 50 à? 40. 50. Con màu trắng 50.000, còn con khò đại này thì sẽ là 100.000 nhá. Con khò đại 100.000. Còn con khò đồng sẽ là 80.000, ba mẫu khò ga của bên em. Tiếp theo thì sẽ là con lấy dây tai này. Đây nó sẽ là con lấy dây tai có đèn luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 60.000 cho con lấy dây tai có đèn như này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cây gắp này, một cây gắp như này nhá. Một cây gắp như này này. Đấy, một cây gắp có đèn luôn, các bác có thể đưa vào các cái vị trí này. Đấy, lỗ tai này, đấy, chiếu sáng vào lỗ tai nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, có đèn nhá. Có đèn. Và kèm thêm cho các bác là một cái lấy dây tai có thêm hai đầu lấy nữa này, có hai đầu lấy nữa về nhà các bác lắp vào. Giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em nó sẽ là lấy dây tai đèn. Giá sẽ là 60.000 thì cái lấy dây đèn tai đèn như này, 60k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nạo lưỡi nhá. Nạo lưỡi này. Con này thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Giá cực tốt luôn, 10k trong cái nạo lưỡi này thôi. Giá thanh lý cho các bác là 10k. Con này thì các bác rất nên dùng tại vì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 10k trong cái nạo lưỡi như này. Đấy. Các bác dùng để mình nạo lưỡi này, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 10k này. Tiếp theo thì con kìm xanh này. Đấy. Kìm bấm xanh như này, kìm bấm xanh như này. Các bác có thể dùng để mình bấm móng tay này hoặc là bấm linh kiện điện các kiểu con nào đều được luôn. Đó, kìm bấm xanh. Con này thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao của bên em này. Đấy. Một số mẫu dao của bên em. Đầu tiên nó sẽ là con dao thái lỗ này. Con thái lỗ. Đấy, con thái lỗ như này, con này chiều dài của dao là đi 19 cm và chiều dài tổng thể là 30 cm. Bản của nó là 17 nhá, bản của nó là 17. Riêng các cái dòng dao này thì siêu bén rồi, dòng dao này thì siêu bén rồi nhá. Con thái lỗ này thì sẽ là 120.000. Em test dọc giấy thử cho bác xem nhá, siêu bén luôn con này. Đấy, con này là con thái lỗ nhá, con thái lỗ. Con này sẽ là 120.000 này, 120.000 con thái lỗ như này. Tiếp theo là con dao thái đức này. Con thái đức này con này cũng siêu bén luôn. Con này thì để nó úp xuống để ngừa lên nhá. Con thái đức này, con này thì khá 130.000 nhá. Chiều dài của dao sẽ là đi 38 cm, rất dài luôn, dùng để bổ dưa hấu thì rất là ngon, thái lọc phi lê này. Bản của dao là 5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này thì cũng là dòng siêu bén luôn các bác nhá, siêu bén luôn. Đó. Nói chung là dao đều là dao siêu bén hết, 130.000 này. Tiếp theo là đến con dao vuông này. Đấy, con dao vuông này. Con dao vuông. Đấy, con dao vuông như này. Con này sẽ là 180.000 cho con dao vuông như này. Bỏ anh con nhọn ra đây luôn. Đấy, con này sẽ là 180.000 các bác này. Đấy, 180.000. Đây. Đấy, 180.000. Con này sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Hàng của Nhật. Con này thì dài là 30 này, bản là 6 này. Và chiều dài của lưỡi là 18 nhá, 18. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông 180.000 này, 180.000 con dao vuông như này. Tiếp theo là con dao nhọn này, lên cho em là dao nhọn này. Đấy, cũng của thương hiệu Wabo luôn, hàng siêu bén cho bác luôn. Con này thì cũng bén như con kia thôi. Đấy, bén như con kia thôi. Đấy, dòng này của nó thì siêu bén rồi, các bác có thể dọc được cả dây bóng luôn. Đấy, nó cũng giống như con kia thôi. Rất là bén, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Dao nhọn siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175.000, 175.000 cho cái mã dao nhọn như này, 175.000 dao vuông dao nhọn này. Tiếp theo là con dao chặt đứt này, dao chặt đứt giá của nó sẽ là 150.000.
150.000 cho con chặt đứt như này. Đấy. Con này thì cũng siêu bén luôn, dao chặt nhưng mà cũng có thể dọc giấy thoải mái các bác này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn nhá. Đó, bản khá là dày luôn, nặng thì khoảng từ 3 đến 4 lạng, khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Winling Made in Germany. Đó, con này thì sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Đấy, tiếp theo thì con dao G49 nhá, cũng 150.000 luôn. Lên mã giúp cho em là G49 nhá, 150.000. Đấy, 150.000 cho con G49 như này. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là của Nhật, Made in Japan này. Đó, Made in Japan của Nhật, còn con kia là của Đức nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn. Rất bén luôn các bác này. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Hai con này thì kích thước nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, con chặt Đức và con G49 này thì kích thước đều như nhau. Đấy, con chặt Đức này thì dày hơn một chút. Đấy, một con này của Đức, một con này của Nhật, đều là 150.000 nhá. Các bác lấy con nào thì lấy. Kích thước nó như nhau. Đấy, kích thước nó như nhau thôi. Em sẽ đo thử một con cho bác xem này. Thì lưỡi là 17 này, bản lưỡi là 9 này và tổng chiều dài là 30. Đấy, cơ bản là như vậy nhá. Thì con này các bác lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000 này. G49 150.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 luôn, 150.000 này. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba dao này. Em lên cho bác nút con dao chặt đi. Con này là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nặng 1 cân này, dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật đây. Made in Japan này, đó, dao chặt 1 cân của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 bên em bao ship nhá. Nặng 1 cân, chặt xương trâu xương bò thoải mái luôn, chặt xương trâu xương bò các loại xương thoải mái luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một con như này, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao gọt này. Đấy, dao gọt này. Thì các bác lên cho em là dao gọt 3 nhá, dao gọt 3. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Còn con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Đó, hai con. Dòng dao gọt này thì nó đều là dòng siêu bén rồi. Đều là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, đây. Con này nó sẽ là con gọt 3 này, con gọt 3 đây nhá. Gọt 3 đây. Siêu bén luôn các bác nhá. Đấy. Dao này của nó thì siêu bén luôn các bác. Đây, siêu bén luôn. Con này thì nó đã bị dùng rồi. Còn đây hàng mới tinh đây. Đấy, đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Dao siêu bén luôn này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Thì con này các bác lên cho em là gọt 3, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con gọt 3 này là 70.000 này. Đấy, còn con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn nhá. Siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì sẽ giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho con gọt 2 như này. Đấy, 80.000 cho gọt 2 như này. Ngoài ra thì có con dao vàng đây. Các bác lên cho em là dao vàng nhá. Dao vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là dao vàng này. Đấy, siêu bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20k. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng nhá. Dao vàng sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá. SA78. Con này thì hàng siêu bén rồi. Dao dày mình hàng siêu bén cho bác luôn. Colombia của Mỹ, SA78. Con này thì chiều dài của nó sẽ là đi 30. Phần lưỡi này là 18 nhá. Bản của nó là 4 cm. Đấy, cực kỳ dày luôn. Chiều dày của nó là khoảng gần 5 ly nhá. Gần 5 ly, rất dày luôn. Đó. Dao thì nó cũng là thuộc một cái dòng dao khá là bén các bạn này. Đấy. Mình dày nhưng mà dao rất là bén luôn. Đó, Colombia. Con này thì giá của nó sẽ là đi con SA78 này bao nhiêu đây? 300.000 nhá. 300.000 cho con SA78 như này. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, 300k. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78, giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể đo vôn kế, đo ampere, đo các cái chỉ số đều ok hết. Về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đó. Lắp các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đây. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao cán gỗ nhá. Con nhỏ này thì sẽ là 70.000 này. Con 40-80. À, con nhỏ này là 40.000 này. Con tức là con gọt này, các bác lên cho em là gọt gỗ, con này sẽ là 40.000 này. Con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 này. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000 này, 180.000. Còn các bác mua combo thì bên em bán cho các bác 3 con nhá. 3 con giá chỉ là 260.000 cho 3 con dao như này thôi. Hàng thì siêu bén luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây. Nguyên con dao chặt mà em còn dọc vào giấy như này thì các con khác đều ok hết nhá. Siêu bén cho các bác luôn. Đó. Con này thì cũng kích thước như con kia thôi. Con này thì cũng như con hai con kia.
Đấy, con này 180.000 nhá, khá là dày dặn chắc chắn cho bác luôn. 180.000. Đấy, hàng đều của Nhật, Japan, chữ khắc chìm luôn này. Đó, lên cho em là chặt gỗ 180.000. Còn ngoài ra thì hai con kia thì giá sẽ là 80.000 và 60.000. Nếu mua combo thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá, combo 3 con 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số điện thoại của bên em thì bên em ghi ở dưới màn hình thì các bác có thể xem trực tiếp trên màn hình và alo cho bên em các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được ít cái bình thủy tinh rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Bình thủy tinh bên ngoài thì nó bọc nhựa các bác. Các bác lên cho em là bình thủy tinh, bên ngoài thì nó sẽ là bọc nhựa đấy, và có nắp đậy cái thứ rất là ngon lành luôn. Nắp đậy rất là ngon lành. Cái này thì có giòn các bác nhé, có cái giòn ở đây này, đấy, nó có giòn riêng đàng hoàng để các bác chống nước này. Cái này của nó thì nó là dạng thủy tinh nên các bác dùng nó rất là sạch sẽ an toàn. Các bác có thể dùng để mình đựng ví dụ như là đựng các cái loại như là nước này, đấy. Rồi là con này thì cái bên ngoài của nó là bằng nhựa nhá, và bên trong của nó là một cái lớp thủy tinh như này và nắp có giòn đàng hoàng. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng cà phê rồi đựng các cái loại chất đều ok hết nhá. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 450ml nhá. Và con này thì các bác lên cho em là bình thủy tinh. Đấy, bình thủy tinh như này. Bình thủy tinh và bên shop bán giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k nhá. Bình thủy tinh này, giá sẽ là 20k cho một con bình thủy tinh như này. Giá rất là hạt rẻ và hợp lý này. Con này thì các bác dùng để đựng đa di năng luôn nhá. Đấy, lên cho em là bình thủy tinh nhá. Đấy, bình thủy tinh này. Bình thủy tinh này. Bình thủy tinh giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc. Đấy. Thì con này các bác có thể dùng để đựng đa di năng được luôn. Muối, mắm, mì chính, tiêu, điều, các loại nước uống đều ok hết nhá. Cái dòng thủy tinh này thì mình dùng nó rất là an toàn và sạch sẽ. Các bác biết rồi, thủy tinh nó là một cái chất liệu cực kỳ là an toàn rồi. Dung tích là 450ml, các bác có thể dùng đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi nói chung là các loại thực phẩm hoặc là đựng nước uống đều ok hết. Nó sẽ là một con bình thủy tinh đa di năng nhá. Đấy, muối, mắm, mì chính, tiêu, điều rồi đựng nước uống, cà phê, cà pháo đều ok hết chứ không phải nguyên đựng nước không. 450ml mặc định của nhà sản xuất nhá. Giá sẽ là lên theo là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. 20.000 một chiếc thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là chổi lăn bụi nhá. Con lăn bụi nhá, con lăn bụi. Đây nó sẽ là một cái con lăn rất là tiện ích luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 25.000. 25.000 một bộ sản phẩm như này sẽ kèm cho các bác là đấy, đây nó sẽ có cho các bác là đây là cái con lăn của nó này. Đấy, con lăn đây. Thì về nhà các bác bóc con này ra cho em này, sau đó thì mình bóc cái phần đây, bóc cho em cái phần lớp cái băng dính này ra này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái lớp băng dính này. Đấy, có một cái lớp băng dính đây. Các bác bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó thì các bác lắp vào con lăn kia, lắp vào con lăn nhá. Đấy, lắp vào con lăn. Đây. Đấy, con lăn đây. Bác đậy cho em cái nắp này vào này. Nó sẽ có cho các bác là 3 miếng nhá, 3 miếng. Đây nó sẽ có sẵn một miếng cùng với cái chổi này rồi. Và các bác có thêm là hai con nữa, hai con nữa tổng là 3 con nhá. Tổng là 3 con. Mỗi con này thì nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng một con. Đây. Đây các bác trông nó rất sạch luôn này, em chỉ lăn này. Đấy. Đây. Đấy. Em lăn một tí là cái bụi nó sẽ dính vào đây rồi này, các bác này. Đấy. Thì các bác có thể lăn giường, lăn đệm, lăn thảm này, các bác thấy không? Đây. Đấy, chỉ lăn một tí là nó sẽ dính đầy vào như này rồi. Sau đó thì khi nó dính đầy xong thì các bác lại bóc vứt đi cho em này. Đấy. Thì mỗi con này nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái lớp bụi nó sẽ dính vào đây này. Đấy, bụi nó dính vào đây các bác thấy không? Đấy, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lăn nhá. Đấy, con lăn bụi. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 một bộ như này. Bao gồm cho các bác là đi sẽ bao gồm cho các bác là đi một bộ như này, một bộ 3 con lăn như này nhá. Đấy, 3 con lăn và một cái chổi như này. Đó, lên nha là con lăn bụi 25.000. Tiếp theo một cái món 25.000 nữa đó là bàn chải của Nhật nhá. 1 2 3 4 5 6 chiếc, 25.000 cho 6 chiếc bàn chải này. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc bàn chải. Dòng này của Nhật chuyên chống viêm nướu với loại đau lợi chảy máu trên răng, 25.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái các bác lên cho em là
bàn chải giặt quần áo nhá. Đấy, bàn chải giặt quần áo này 15.000 một chiếc, bàn chải giặt quần áo như này rất là tiện, 40.000 ba chiếc, 15.000 một chiếc bàn chải giặt quần áo. Nên là bàn chải giặt quần áo 15.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt một hộp này của nó sẽ là 12 miếng, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em đây. Cho cái viên này vào, ném vào trong lồng giặt, sau đó các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên cho em. Viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 miếng, mỗi tháng dùng một lần cho em. Tiếp theo là cái tẩy xanh nhá, chuyên để tẩy xoong nồi đây. Đấy, nó sẽ là cái phần kem trắng như này, các bác đưa vào để mình tẩy xoong nồi, vệ sinh xoong nồi rồi vành bánh xe ô tô đều ok hết nhá. 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đây, các bác lên mã giúp cho em, đó sẽ là một con đèn thần tài nhá, 60.000. Đấy, 60.000. Con này thì dùng rất là đơn giản thôi, nó dùng bằng sạc pin, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây. Đấy, đậy nắp lại này, bật lên này, bật cho em công tắc này lên này. Sau đó thì các bác thổi này, thổi hoặc gõ là nó không lên này. Thổi nó tắt này, thổi nó lên này. Và có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là đèn thần tài 60.000 thôi nhá. 60.000 cho con đèn thần tài như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đo huyết áp nhá. Con này sẽ là 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Đây các bác. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng con này kia, nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây. Đây, cái nguồn của nó này, các bác bật nguồn lên này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp cho em là 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Giá sẽ là 160.000. Bác nào chuyên hay bị huyết áp cao thấp thì các bác dùng con máy này cho em rất là tiện nhá. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 con máy đo huyết áp như này. Đây chính là máy đo huyết áp 160.000. Tiếp theo thì em lên được các bác cái dây thít nhá. 25.000 một bịch, nó sẽ có cho các bác là kích thước của nó là 20, 25 và 30. 20, 25 và 30. Đấy, 25.000 một bịch giá bằng nhau nhá. 25.000 cho một bịch như này giá bằng nhau. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái đèn trợ sáng nhá. Đèn trợ sáng con này sẽ là 40.000 một chiếc. Đèn trợ sáng các bác chuyên dùng để mình lắp vào cho xe máy hoặc xe đạp điện, 12, 24 đều được hết. Đèn trợ sáng 40.000 một chiếc nhá. 40.000 chiếc đèn trợ sáng như này. Dầu nóng Hàn Quốc này, con này cũng sẽ là 40.000 nha. 40.000 cho 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàng siêu nóng luôn, siêu nóng luôn, các bác dùng thì rất là tốt luôn. Hàng made in Korea nhá, dầu nóng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái dầu gió Singapore nhá. Dầu gió Singapore. Đấy, 40.000 cho một hộp như này. Một dây của nó sẽ là 12 hộp. Một dây là 12 hộp thì giá của nó sẽ là đi 480.000 cho một dây 12 hộp nhá. Đấy, 450.000 cho một dây 12 hộp, còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 một hộp này. Đấy, hàng thì hàng của Singapore này các bác này. Đấy, made in Singapore. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó, dầu gió Singapore. Rất xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Made in Singapore các bác nhá. Đó. Made in Singapore này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tai nghe của iPhone nhá. Tai nghe của iPhone. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện như này nhá. Hàng của iPhone các bác nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện này. Con lành cành đào cho các bác luôn. Hàng thương hiệu iPhone. Nguyên cái đóng hộp của nó là các bác đã thấy là chất lượng hàng của iPhone. Và California, California. Hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở tại Nhật nhé. Đấy, hàng của iPhone và sản xuất ở Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể kết nối với các cái hệ điều hành như là Android rồi là các kiểu con này đều được luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, đây, made in Japan nhé. Đấy, bao gồm hai con tai nghe như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc nhé. Kèm một cái dây sạc luôn. Đó, hàng của thương hiệu iPhone California. Đó, 150.000 tai nghe iPhone. Kích điện lên 220 này. Kích điện lên 220. Các bác có thể kẹp bình 12, bình 24 đều hết để sử dụng. Kẹp bình 12, 24 để mình sử dụng quạt điện này hoặc là các cái thiết bị khác đều ok nhá. Giá sẽ là 175.000 cho con kích điện như này. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm một hộp này của nó thì sẽ là 100 vòng. Một hộp này 100 vòng, giá chỉ có 40 cành thôi. Một hộp 100 vòng như này luôn, 100 vòng nhá.
Đấy, 100 vòng. Nhang trầm tự nhiên siêu thơm luôn. 40.000 một hộp như này, 100 vòng. Tiếp theo là cái bông ngoái tai, một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là đi 200 chiếc nhá. Một hộp này là 200 chiếc bông ngoái tai như này. Hàng kháng khuẩn rất là tốt luôn. 200 chiếc, một hộp 200 chiếc. Giá sẽ là 20k nhá. 20k một hộp bông ngoái tai như này các bạn này, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi gạt kính nhá. Đấy, chổi gạt kính. Đấy, chổi lau kính. Giá sẽ là 20.000 một chiếc này. 20.000 một chiếc. Đấy, các bác lau kính, lau bàn, lau ghế, các bác chỉ cần xịt ra gạt đi này cho em là xong. 20.000 một chiếc nhá. Lên cho em là chổi lau kính, giá sẽ là 20.000 một chiếc, 20.000 một chiếc. Tiếp theo thì sẽ là dao. Đấy, dao thì sẽ là con dao con này các bác lên cho em là dao quát bồ nhá. Đấy. Lên cho em là con dao gọt. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, gọt 2. Siêu bén cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gọt 2 này. Đấy, gọt 2. Đấy, siêu bén luôn. Lên cho em là gọt 2, con này sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu Quát Bồ nhá. Đấy, Quát Bồ. Lên cho em là gọt 2 con này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì con lên cho em là dao gọt Đức nhá. Dao gọt Đức con này cũng siêu bén luôn. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc dưới bóng như không luôn. Lên cho em là gọt Đức nhá. Đấy, con này thì đấy, lô này về thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đây, đấy, Made in Japan này. Đấy, nhưng mà em vẫn gọi theo tên là gọt Đức nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Gọt Đức 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ lưỡi kem, 55.000 cái bộ lưỡi kem như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 30 lưỡi kép như này nhá. 30 lưỡi lưỡi kép như này và một bàn cạo một hộp kem. 30 lưỡi kép, một bàn cạo một hộp kem. Giá là 55.000 nhá. 55.000 cái bộ lưỡi kem như này. 55.000. Tiếp theo thì sẽ là cái tẩy viên viên giặt xả nhá, viên giặt xả. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này. Một một viên thì của nó là 5 trong 1 luôn. Giặt xả, tẩy trắng các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Đấy, một túi này của nó thì được khoảng 30 viên nhá. 30 viên tức là được 30 lần giặt và mỗi lần giặt thì được từ 3 5 cân quần áo nhá. Tiếp theo thì cái dụng cụ gắp nóng nhá, gắp nóng. Các bác chuyên dùng để mình gắp bát đĩa, kẹp xong kẹp nồi đều ok hết nhá. Một cái dụng cụ gắp nóng như này, giá của nó sẽ là 50.000, 50.000. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái kẹp đĩa và một cái kẹp bát. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là dụng, lên cho em là gắp bát đĩa 50.000 nhá. Tiếp theo thì một con bơm 2 ti cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Ngoài ra thì bên shop có cái kẹp nóng nhá. Đấy, cái kẹp nóng như này. Kẹp nóng như này thì con này sẽ là 30.000. Con này là 30.000 các bạn. Đấy, con này thì các bác dùng đa di năng luôn để mình con kia là gắp nóng, còn cái này là để cái này các bác lên cho em là kẹp. Đấy, kẹp nóng như này, kẹp nóng như này. Đó. 30.000. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán xào mình có thể lật này. Đấy, dùng đa di năng luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá. Lên cho em là gắp nóng. Gắp nóng con này thì sẽ là 30.000. Còn kia con kia là gắp bát đĩa. Đấy. Con này sẽ là 30.000 nhá. Bơm 2 ti hàng của thương hiệu Santalay của Nhật này. Santalay Made in Japan, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230.000 bao ship tận nhà. Đấy, thân bơm cực kỳ là ngon luôn, hàng nội địa của Nhật, Made in Japan. Đấy, Made in Japan, Santalay Made in Japan nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái nồi lẩu của Asaka. Đấy, nồi lẩu của Asaka như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi nồi lẩu Asaka. Dung tích của nó khá lớn luôn. Đây. Đấy. Dung tích là 3,5 lít này, điện 220 này, công suất là 1.300W. Ăn lẩu, chiên rán, xào nấu đều ok hết. Hàng này nó sẽ là cái hàng nó liền ấy luôn. Đấy. Nồi liền với lại nồi liền với bếp luôn, nồi liền bếp luôn. Đây. Đấy. Nguyên đai như kiện thế này và nồi thì liền với bếp nhé. Về nhà các bác có thể thoải mái chiên rán xào nấu đều được hết. Vung kính cường lực có một khay hấp như này. Đấy. Vung của nó là vung kính cường lực như này nhá. Đấy. Nồi của nó là nồi chống dính nhá. Nồi chống dính như này. Các bác dùng để chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Rất là dày luôn. Nồi rất dày các bạn. 3 lít rưỡi. Vung kính cường lực tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 390.000 nhá. Đấy. 390.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới. Giá cực tốt cho các bác luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái
Đây, nó sẽ là một cái cây nước nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái cây nước nóng như này. Cái này của nó thì các bác về các bác chỉ cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì cái vòi này nó sẽ rời này. Cái vòi này nó sẽ rời thì các bác xoáy lắp vào cho em. Đấy, cái vòi này nó rời như này. Đấy các bác lắp vào cho em như này, lắp vào xoáy ro vào cho em là xong. Đó. Và cái này thì nó sẽ là vòi nước nóng nhá. Đấy, lên cho em là cây nước nóng này. Cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Về nhà các bác cấp vào cái nguồn nước cho em, cấp vào cái nguồn nước ở trên cái chậu rửa thì mình để rửa mặt này, hoặc là các bác dùng để mình rửa bát rửa đũa, nó rất là tiện, có nước nóng trực tiếp luôn. Cắm điện 220 nó chạy qua đây là có nước nóng luôn nhá. Đây. Thì lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300k nhá, 300k. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản dễ dàng thôi các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó, lắp vào cho em này. Lắp vào chậu rửa. Đó, cấp nước thoải mái nhá. Đó. Nó sẽ có hai hệ thống, một là nước nóng, hai là nước mát. Đấy, nước mát thì các bác chỉ cần là vặn sang bên mát thôi, còn các bác dùng nước nóng thì các bác cho vào bên nước nóng cho em. Đấy. Xoáy vào cấp nước vào cho em là xong. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. Lắp trực tiếp vào chậu rửa này, cần dùng nước nóng cắm điện vào, xả ra. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn. Đó. Rất là an toàn tiện ích nhá. Lên cho em là cây nước nóng nhá. Giá của nó chỉ có 300.000 cho một con cây nước nóng này thôi. Lắp đặt rất dễ dàng, vận hành đơn giản nhá. Lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn này nó sẽ là, các bác lên cho em nó sẽ là bóng 30W nhá. Bóng này của nó là 30W. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá chỉ có 25k cho một quả bóng 30W này thôi. Hàng này cũng rất là sáng nhá. Bóng 30W siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Lên cho em là bóng 30W này. Đấy. Bóng 30W con này thì sẽ là 25.000 một quả, và bác nào mua từ 3 quả trở lên thì sẽ là 60.000. Đó. Lên cho em là bóng 30W 25.000 một quả, và mua 3 quả là bằng 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bóng áp quy nhá. Lên cho em là bóng áp quy, các bác có thể kẹp bình 12 24 đều được hết. Giá của nó thì chỉ có 45.000 thôi. Đây. Đấy, 12V 30W này. Đấy. Giá sẽ là, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 45.000 các bác ạ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu LED này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mẫu LED 8 thanh nhá. Đấy. Cái này thì nó có một cái đầu dây nối ở đây, các bác có thể cắm nối với các cái dây khác rất là ok luôn. Đấy, nó có thêm các cho các bác một cái đầu nối ở đây nhá. Đó, để các bác có thể là mình nối 2-3 bộ vào cho em đều ok hết nhá. Các bác có thể mua 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Cái này thì của nó là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh. Cho nên em lên nó là LED 8 thanh nhá. Các bác lên cho em là LED 8 thanh. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con LED 8 thanh như này. Lên cho em là LED 8 thanh, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng LED ngoài trời đây. Con này thì các bác chuyên để treo vào trang trí, ví dụ như là cây này. Đấy. Trang trí vào cây cối này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Có cục nguồn điều khiển này. Đấy. Có nguồn điều khiển cho các bác này. Đấy. Nguồn điều khiển các chế độ nháy này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nối như này. Các bác có thể nối nhiều bộ vào với nhau này. Nối nhiều bộ vào với nhau. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 chùm. Đấy, 5 chùm. Và cái này thì các bác có thể là giả nó ra, sau đó thì mình cho nó thành một cái hình bông hoa như này. Đấy, cho nó, các bác đan cho nó thành cái hình bông hoa như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, nó đan thành hình bông hoa như này thì các bác có thể treo lên sân vườn các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là LED 5 chùm nhá. LED 5 chùm giá sẽ là 85.000. Lên cho em là nháy 5 chùm nhá. Nháy 5 chùm, lên cho em là nháy 5 chùm, giá của nó sẽ là 85k. 85k cho một con nháy 5 chùm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có 5 chùm luôn. Đó, sẽ có 5 chùm như này các bác này. Đấy, một chùm của nó như này. Và nó sẽ có cho các bác liên tục là 5 chùm luôn nhá. 5 chùm luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Các bác có thể liên hệ bên shop ở các cái số điện thoại ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo thì sẽ là dụng cụ mài kéo này. Đấy, đây nó sẽ là một con mài kéo như này. Con này các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Đấy, các bác đưa vào mình mài cái kéo như này rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là mài kéo, giá sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho cái mài kéo như này. Lên cho em là mài kéo, giá sẽ là 20k nhá. 20k. 20k cho cái mài kéo như này các bác này. Lên cho em là mài kéo 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu vòi này. Đấy,
Nay thì em về thêm được cái mẫu vòi này nữa này. Đấy, về thêm một cái mẫu vòi này nữa. Thì vòi này ưu điểm của nó là có cái đầu vòi xịt như này cũng rất là tiện này. Đấy, để các bác bóp như này. Nó màu xanh. Các bác lên cho em là vòi xanh giá sẽ là 45.000 nhá. Vòi xanh 45.000 các bác này. Đấy, vòi xanh 45.000. Tiếp theo thì con này là con vòi vàng nhá, con vòi vàng có cả đầu nối và đầu vòi xịt luôn. Đấy, vòi vàng giá của nó sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác cái vòi đen nhá. Vòi đen giá của nó sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Thì con này có 1 2 3 bậc 3 đầu kết nối. Đấy, cái phần lõi này của nó cũng bằng đồng này, lõi này cũng bằng đồng hết này. Đó, nó màu đen. Thì lên cho em là vòi đen, giá sẽ là 50.000 này. Đó. Tiếp theo là vòi vàng này thì bằng đồng hết nhá. Vòi vàng bằng đồng hết, con này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái vòi xanh nhá. Vòi xanh thì con này bóp như này này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 con vòi xanh như này, vòi xanh. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba làm vườn nhá. Bộ ba làm vườn. Đấy, con này thì khá là dài luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm. Đấy. Đây, cuốc cào này. Đấy, cuốc cào xẻng này. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ ba làm vườn như này. Một cái bộ ba làm vườn như này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000. Lên cho em là bộ ba làm vườn. Bộ ba làm vườn giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bộ ba làm vườn như này. Đó. Cán của nó thì bằng thép có bọc nhựa này. Đấy, có bọc nhựa như này, có quai đeo nhá, có đeo như này nhá. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Đó. Xẻng của nó thì rất là to nhá. Đây, xẻng rất là dài luôn này. Đấy, các bác ướm cái bàn tay của em này. Đó, đây cào xẻng đây, ướm theo bàn tay như này nhá. Bộ ba món như này lên cho em là bộ ba làm vườn, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, có cuốc này, có cuốc có cào này. Đấy. Bộ ba làm vườn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe, 150.000 cho con súng xịt rửa xe như này. 150.000 một chiếc nhá. Hàng này thì của nó là hàng VIP rồi các bạn, hàng VIP rồi. Đầy đủ đầu gioăng các thứ cho các bác luôn, đầu gioăng các thứ này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết nhá. Và các bác xoay cái này cho em là nó sẽ điều chỉnh các chế độ ở đây này. Đấy. Lên cho em đó là súng rửa xe. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy, kết nối đều bằng đồng hết nhá, súng rửa xe 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Con này thì sẽ là 240 cho cái súng bắn đinh như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một cái súng như này nhá. Đấy. Một cái súng như này. Đấy, một súng như này. Đấy các bác này, một súng này. Một túi đinh sẵn này, một túi đinh sẵn này, một kính này. Đấy, và một cái bộ dụng cụ lắp đặt này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 240.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh 240.000. Đấy, đựng trong hộp này rất là tiện dụng luôn. Súng bắn đinh 240.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy tóc này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 cho con máy sấy tóc như này. 130k. Lên cho em là máy sấy tóc 130k cho con máy sấy tóc này nhá. 130.000 các bác này. 130.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con men led như này nhá. Con men led như này. Đấy, con này thì dùng ngoài trời thoải mái. Và về nhà các bác cắt cái băng dính hai mặt này ra, các bác có thể dán lên cây, dán lên tường, dán trong tủ kính màu trắng như này. Đó. Một cái men này của nó thì sẽ là được 20 khúc như này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 khúc như này nhá. Lên cho em là men led này, men led giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em đó là led men nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho cái bộ led men như này các bạn. Đó, 30.000. Hàng siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc chén nhá, 70.000. Đấy, bao gồm là cả khay và cả đĩa luôn, cả khay cả đĩa như này. Lên cho em là khay úp cốc chén 70k cái khay úp cốc chén như này. Rất là ngon luôn. Đấy, hợp kim mạ vàng. Đấy, bằng hợp kim mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu túi da bò này. Thì có cho các bác là 3 mẫu này. Đầu tiên nó sẽ là túi chéo này. Đấy. Túi chéo thì sẽ là 140.000 nhá. Chất liệu thì 100% da bò, cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Bao bảo hành, bao đốt điếc thoải mái luôn. Bao đốt thoải mái, đừng đốt và chỉ là được nhá. Các bác cứ cái chỗ trần thì các bác đốt cho em này, đốt thoải mái không cháy là ok. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con túi chéo này. Tiếp theo là con túi hông sẽ là 130.000 này. Túi hông 130.000. 130.000 cái túi hông như này. Tiếp theo là cái túi vuông nhá. Đấy, cao thì vào khoảng 25, rộng 20. Đấy, cao 25, dài chiều ngang này của nó là 20 này. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Túi vuông 180.000. Đó, có 3 mẫu, túi vuông, túi hông, túi chéo các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đế nóng này. Đây, đây nó sẽ là một cái đế nóng như này. Đó. Một con đế để các bác có thể dùng để mình đun nấu các thứ đều được hết nhá. Xong nồi các thứ linh tinh. 130.000 thì cái đế nóng này thôi. Các bác đun được hết, nồi gang, nồi sành, nồi sứ đun được hết, cứ đặt lên là nó nóng thôi. Đấy, có công tắc như này nhá. Đấy, có công tắc báo như này. Đây, cắm thử cho các bác xem. Cắm trực tiếp cho em điện 220V nhá. Cắm trực tiếp điện 220V này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy, và có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, nóng luôn, nóng luôn. Các bác có thể để xong nồi các thứ lên đây, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Lên theo là đế nóng 130.000. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40 cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15 cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá. Sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhé. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi. Cắm vào chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm vào chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Các bác cho nước vào đây cho em nhé. Đây, đây, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhá. Cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó. Đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó. Quạt đang chạy đây này. Đấy, và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây. Phun sương thì các bác có thể là phun một tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, coi thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây cho các bác này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bác này. Đó. Con này thì hàng đa di năng luôn. Vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng xương nó phun ra này. Đây, xương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bác này, xương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và xương của nó thì là xương mảnh nhá. Xương mảnh, xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh, xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Nên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó. Quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển này từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn. Có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này. Đây. Đấy bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này. Thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun xương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước xương này, và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy, còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun xương là nó sẽ phun xương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun xương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiêm nước vào đây cho em nhé. Hết nước lại tiêm nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày với hết chỗ nước này thôi.
Tại vì cái dòng phun xương này nó mất rất là ít nước các bạn, thế nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun xương các bác nhá. Đấy, quạt phun xương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá. Quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này, mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá, số 1, số 2. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25 cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm ở đâu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đấy nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt quạt pin như này. Đấy, các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2 thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy, số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện, giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi, quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện, giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhá. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này. Đánh quần đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc, và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái, còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cước này của nó khá là dày luôn, và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 3 cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo, rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10 cm, rộng thì khoảng 5 cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy. Lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25 cm, mà chiều này khoảng 30 cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này, thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy, chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái, và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá, 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây, các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn, và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, bác thấy chưa? Rất sạch luôn.
gạt in đâu là sạch cái đấy luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20k một chiếc này thôi, các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhé. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa, giá của nó sẽ là 160.000 hộp đũa thìa. Lên cho em là hộp đũa thìa thôi, hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa giá sẽ là 160k nhé, 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá, tháo ra đổ nước đi. Đó, cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20cm, chiều rộng cũng khoảng 20cm, và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này, và cái hộp này để các bác cắm đũa cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá, giá sẽ là 160k cho mấy cái hộp đũa thìa như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy, nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy, con bo mây nhá. Đấy, đây ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy, nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó, đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy, đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy, đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây, có thấy không? Đây, đó, cầm nhanh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây, số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy, gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy, sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó, các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó, thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây, rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây, đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó, và có công tắc như này các bác nhá. Đấy, đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy, thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng đằng sau đây. Đấy, con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường, còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được.
tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé, có hiện giờ đây. Thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra của cái ship và cân nhắc trước khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic dây, hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn. Hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280k nhá, 280.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi.
Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40 cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm với bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, lên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhé. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này, hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá. Ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây. Lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy. Hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là cười. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430k. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Đấy. Lẫy của nó này rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy, thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3 cm nhá. Đấy, thì các bác nhả trực tiếp vào vòi này cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy, thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa, các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy nào được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nên nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này, tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy, hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này. Bộ dao sói. Bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá. Dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Viên giặt xả và tẩy luôn. Tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá. 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này, rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là 55. Hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn. 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá. 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá. Vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá, xi măng dẻo 20.000 một gói,
20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ keo xi măng bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bình được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp xây Trung Hoa, lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bình được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nha. Giá chỉ có 20k thôi, lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m như này. Có lò xo giật rất là tốt luôn, và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá, dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhé. Sẽ có cho các bác là màu vàng, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục, và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lo đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó, yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học, cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này, thì các bác có thể cho là 1 2 3 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhé, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhé. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhé. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhé. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhé. Yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Đấy, nay thì em lên cho các bác cái một cái dòng LED cực kỳ là hay luôn các bác này. Đấy, một cái lòng LED cực kỳ là hay như này. Các bác lên cho em là LED main nhé. Đấy, nó sẽ có một main như này. Và về nhà thì nó sẽ có cái băng dính hai mặt, rồi về nhà các bác cắt ra cho em. Cắt ra. Sau đó thì mình dán vào tủ này. Dán vào tủ rồi dán vào
các cái phần mình trang trí hoặc là cây cối quặn vào gốc cây đều được hết. Con này nó là dòng led chống nước nhá, led mỗi một cái mên này của nó là nó sẽ có 3 mắt và chống nước. Đấy, 3 mắt và chống nước như này thì con này dùng rất là tiện luôn. Thì nó sẽ là một cái mên như này, nó sẽ nối kết nối dây vào với nhau và về nhà thì các bác cắt ra cho em. Đấy, nó sẽ có cái băng dính hai mặt ở đây, các bác cắt ra cho em nhé, cắt ra sau đó thì bỏ anh con dao này. Đây, về nhà thì các bác cắt ra như này cho em này. Đấy, các bác cắt cái lớp băng dính này ra đây, cắt cái lớp băng dính này ra đó, thì các bác cắt ra như này đây, cắt ra như này nhá đó. Sau đó thì có cái băng dính hai mặt, các bác dán vào vị trí nào thì cần dán cho em, tủ kính này, đồ trang trí này, rồi cây cối ngoài trời này, rồi dán lên tường này, nói chung là dán vào đâu cũng được. Đấy, con này thì rất là tiện. Một mên như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Như vậy là một mên này nó sẽ có 20 mắt như này. 20 mắt như này và mỗi cái một mên thì nó sẽ có 20 tấm như này. Và mỗi tấm này thì mỗi một đoạn này nó sẽ có cho các bác là 3 bóng như này nhá. Đây, đây em đang đấu trực tiếp cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Con này thì nó sẽ là led màu trắng và sử dụng điện 12V các nhá, điện 12V. Đây em đang chạy qua cái con sạc bình ắc quy 12V đây. Còn ngoài ra thì các bác có thể sử dụng các cái cục nguồn 12V của gia đình mình. Đó, sử dụng các cái cục nguồn 12V của gia đình mình nhá. Đó, thì rất là tiện luôn. Thì các bác lên cho em là led main nhá. Con này thì bên em sẽ bán giá của nó sẽ là lên cho em là led main này. Đó, led main. Giá của nó lên mã giúp cho em đó là led main nhá. Đó. Led main này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k. Đấy, led main 30k cho một 30k cho một một dây như này nhá. 30k cho một dây. Đó. Giá sẽ là 30.000 cho một dây như này thôi. 30.000 cho một dây như này. Đấy, 30.000 cho một dây như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 30.000 một dây. Lên mã giúp cho em đó là led main. Đấy, về nhà thì các bác cắt ra cho em này, cắt ra cho em sau đó thì mình sử dụng. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để video có tương tác nhiều hơn nhé. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để video có tương tác nhiều hơn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái viên thả bồn cầu này. Đấy, thả bồn cầu như này, một bịch này của nó sẽ là 10 viên nhé, bịch này sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác thả một viên này cho em, lên cho em là viên thả bồn cầu. Giá thì sẽ là 15k nhé. Đấy. Lên cho em là túi thả bồn cầu 15k. 15k cho một cái túi thả bồn cầu như này, 15.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả hàng của Thái Lan các bác này, hàng của Thái Lan như này. Đấy. Các bác lên cho em là tinh dầu xả nhá. Đấy, thì về nhà các bác bóc này cho em này, bóc cái này ra cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đó, một lọ này của nó sẽ là 100 cái tinh dầu xả bao nhiêu? Giá sẽ là 30.000 nhá. Một lọ này của nó là 100ml này. Bóc cái này cho em này, sau đó thì mình xịt này. Đấy, các bác xịt này cho em này. Đấy. Thì hương nó sẽ bay ra nhá. Lên cho em là tinh dầu xả. Giá sẽ là 30k cho một lọ như này nhá. 30k cho một lọ như này. Đấy, 30.000 cho một lọ tinh dầu xả này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Đấy. Sản phẩm sẽ kèm chổi vệ sinh các thứ rồi cáp sạc nhá. Đấy, và đây nó sẽ là con robot hút bụi rất là đa năng luôn. Đây. Đấy, các bác xem này. Đấy. Về nhà thì các bác vệ sinh thì tháo cái này ra vệ sinh cho em. Đấy, và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hết pin thì mình sạc pin vào, có cái cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, rút cái chân xoay này ra này. Đó, đây. Thì em sẽ thử cho bác xem này. Đấy. Đó. Thì con này nó sẽ có cảm biến luôn, khi mà chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại và nó sẽ đi tiếp các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó. Đấy, rồi em sẽ thử cho các bác xem cái lượng bụi bên trong luôn. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 120.000. Đây. Đấy. Sạch nguyên mà em chỉ hút có 30 giây thôi mà cái bụi mịn nó đã vào đầy rồi các bác này. Đấy, bụi mịn đã vào đầy rồi. Thì rất là tiện để các bác trồng những cái bụi mịn này. Những cái bụi mịn này mới là quan trọng các bác nhá. Đó. Lên theo là robot hút bụi, giá sẽ là 120.000 này. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lên mã giúp cho em đó là đèn treo nhé. Đèn treo giá sẽ là 125.000 cho một con đèn treo như này. 125k. Các bác lên theo là đèn treo nhé, giá sẽ là 125.000.
125.000 thôi, giá cực rẻ luôn. Đấy, con này rất là tiện, có cả quai đeo luôn, quai đeo để các bác có thể mang đi công tác này. Đấy, mang đi rừng, đi núi hoặc là các bác đeo vào người ấy, có dây đeo đây, rất là tiện luôn. Đèn thì rất là sáng nhá. Đấy, và có tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Đó. Rất sáng luôn. Pha rất là rọi này. Có 3 bóng này để các bác ăn cơm ăn nước này, có pin năng lượng mặt trời này, các bác có thể treo lên như này. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Và có cả chân sạc ra cho điện thoại luôn, đề phòng điện thoại hết pin thì các bác có thể dùng cái này sạc ra cho em. Đấy, con này thì các bác mang đi rừng đi phượt, đấy, đi rừng núi rất là ok. Đèn thì rất sáng, pha rất rọi luôn. Con này dùng chấm hết luôn, 125 cho con đèn này, quá rẻ rúm luôn. Các bác có thể dùng thì mình ăn cơm ăn nước cũng rất là tiện. Nhỏ gọn, chiều cao khoảng là 20cm, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10cm, 8-10cm. Đó, nói chung là con này tiện lắm. Lên cho em là đèn treo, giá sẽ là 125.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái con đèn VIP này. Đèn VIP, thân vỏ của nó thì bằng nhôm hết. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Đấy, thân vỏ bằng nhôm hết, rất sáng luôn. Các bác có thể lắp pin vào cho em. Đó, lắp pin vào cho em nhá. Đây, lắp pin vào. Thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái khay pin luôn. Lưu ý các bác lắp cho em đúng chiều là được. Nó có khay pin đây rồi. Sử dụng hai quả pin 16850 như này và thân vỏ bằng nhôm như này thì các bác dùng thì các bác biết rồi. Đấy, hàng thân vỏ nhôm này dùng thì vĩnh viễn đâu. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Có cả chân sạc luôn nhá, đầy đủ combo cho các bác luôn, 140.000. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan này. Đó đây, rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Thân của nó bằng nhôm, pha thì rất là giỏi luôn đây các bác này. Đấy, đây thấy không? Đó. Pha cũng rất là giỏi luôn, ban ngày pha rất là giỏi luôn. Đó. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là đèn nhôm nhá. À, đèn VIP nhá, đèn VIP. Giá sẽ là 140.000 cho con đèn VIP này, 140k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này, 65k nhá. Đấy, con này thì nó sẽ tự sáng các bác. Đấy. Các bác chỉ cần là con này thì nó sẽ sạc pin, có dây sạc cái rồi. Về nhà các bác bật cái công tắc này cho em này. Đấy, vỗ nhẹ là nó sẽ lên này. Đấy, vỗ nó tắt, vỗ nó lên. Trước khi vỗ thì các bác phải bật cái công tắc này lên màu đỏ đó nhá. Và có cả điều chỉnh chiết áp luôn. Đấy, có cả điều chỉnh chiết áp luôn. Đấy, sáng khá là sáng luôn nhá, khá là sáng luôn. Khi mất điện thì các bác có thể sử dụng sơ cua cũng được. Đấy, mất điện thì các bác có thể dùng sơ cua. Đấy, cũng là có ánh sáng để sử dụng nhá. Ngoài ra thì các bác để trên ban thờ thì rất là tiện, phòng chống cháy nổ. Trước khi sử dụng thì các bác bật cho em cái đèn này lên nhá. Có công tắc ở đây này. Đấy, cái công tắc đèn đỏ này. Đấy, bật cái công tắc đèn đỏ này lên này. Đấy, sau đó đập nhẹ phát là nó lên. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. 65k. Cái này là lấy lô mới đó. 65.000. Đó, đèn thần tài không nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Các bác lên cho em là máy đuổi chuột. Con này thì sẽ là 35.000. Hàng của Mỹ. Con này chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng vĩnh viễn luôn. Đó, máy đuổi chuột 35.000. Ngoài ra thì bên shop có cái thuốc đuổi cái này bán nào nhỉ? Thuốc thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián. 3 lọ thì sẽ là 20.000. Đó, 3 lọ sẽ là 20.000 các bác nhá. 20.000 cho 3 lọ. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này, thuốc diệt kiến gián 20.000 3 lọ. 20.000 3 lọ như này. Và bác nào mua 10 lọ thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy. 3 lọ 20.000 các bác nhá, và mua 10 tặng 1. Đấy, 20.000 cho 3 lọ như này. Và bác nào mua 10 thì sẽ được tặng 1 các bác nhá. Đấy. Lên cho em là lọ thuốc kiến gián 20.000 3 lọ. 20.000 3 lọ đây. 20.000 3 lọ. Đấy. Và mua 10 tặng 1, 20.000 3 lọ, mua 10 tặng 1 đi. 20.000 3 lọ, mua 10 tặng 1 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải hàng nội địa của Nhật này. Lên cho em là vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải giá thì chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ 6 cái như này. 246 một vỉ 6 cái như này. Dòng này là của nội địa Nhật, chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, rất tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một vỉ như này thôi. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cổng đi mưa. Đấy, thì con này rất là tiện này. Các bác để trên ô tô này, để trên xe máy, xe đạp này. Trời mưa mà các bác đi giày đi tất mà nó sợ ướt thì các bác đi cái này vào cho em. Đấy, các bác đi cái ủng này vào cho em. Tức là cái size của nó rất là to thì nó sẽ đi vừa cả đôi giày đôi tất của các bác luôn. Đấy, thì ví dụ các bác đi xe máy này,
hoặc là trên ô tô xuống mà sợ đường lầy lội này bẩn thì các bác đi cái này vào cho em, lên cho em là ủng đi mưa nhá. Đợt này thì về cho bác giá tốt, chỉ còn 90.000 cho một cái đôi ủng đi mưa này thôi. Cái gì? Lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho cái đôi ủng đi mưa như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cái thông cống vàng này. Đấy, thông cống vàng giá sẽ là 60k, hàng nội địa của Nhật nhá. 60.000 cho cái thông cống vàng hàng nội địa của Nhật như này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, đường cống, đường ống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác đổ con này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thông cống vàng nhá, giá sẽ là 60.000 thông cống vàng. Đó. Thông cống vàng giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu thảm 46 nhá. Thảm 46 kích thước của nó sẽ là 40 và 60. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là bằng nỉ. Mặt bằng nỉ nhá, mặt bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt. Và đáy của nó thì bằng cao su non chống trơn trượt. Đấy. Mặt bằng nỉ, đáy bằng cao su non. Đây. Đáy bằng cao su non như này thì chống trơn trượt này. Mặt bằng nỉ như này. Đấy, mặt bằng nỉ như này. Màu sắc thì rất là sạch sẽ nhá. Màu những cái màu rất là sạch sẽ luôn. Các bác dùng này để nhà tắm, nhà vệ sinh rồi trước cửa này. Đấy, vừa sang xịn mịn lịch sự. Lịch sự. Lên mã cho em là thảm 46. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40k thôi. 40k trong cái thảm 46 như này nhá. 40.000 một chiếc, giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng với con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quay mạ vàng nhá, quay mạ vàng chấm hết luôn đây các bác này. Đấy. Quay mạ vàng này, rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quay mạ vàng hết các bác nhá. Quay mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy, các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá, 700.000 cọc trước 200.
Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bạn này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bạn này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 rồi là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn. Con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000, cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bạn này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng một. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá. Mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp cho em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên và bên ngoài thì nó sẽ là vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọn này là các bác biết không? Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho em là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết. 150 chi tiết tất cả đầy đủ cho các bác luôn. Combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu trì như này. 150 chi tiết tất cả và giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000.
màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá, màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LV kép này, đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy, hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180k cho một con át 40A như này. Át 40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. Át 40A Mitsubishi 180.000. Nè. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này. Để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. À, kỳ lưng kỳ chân tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá. 25.000 cho một bịch như này. Đấy, 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy, dài là 20 cm này, 25 và 30 cm. Đó, 20 25 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy, nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn vì nó sẽ là đồng cân. Là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này, 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp, 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá. Chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Một quận này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20m. Một quận 20m nhá và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một quận như này. Đấy, và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy, dây 1.5 dài khoảng 20m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Máy sấy giày giá sẽ là 190.000. Đấy, bác nào đi hay đi giày dép này. Đó, mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện thôi. Cắm điện vào này. Đấy, mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào sau đó thì các bác bật chế độ hẹn giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được. Nói chung là rất là ok thôi. Hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Đấy, tiếp theo thì con bàn là đứng nhá, bàn là đứng 370.000. Đấy, con này sẽ là con bàn là đứng này, 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện. Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo, tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là nó dùng hơi nóng và hơi nước mà có cái đầu bàn chải đây, có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này, lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhé. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, con này thì nó sẽ là 1.500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này. Ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá. Và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra, nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhé, chiết nước vào đây cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng giá sẽ là 370.000. Bao ship tại nhà các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Mình dùng để đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000. 370.000.
Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là bàn là du lịch này. Có lên cho là bàn là mini, bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc là bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch, con này thì rất là tiện, nhỏ gọn, để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho nha. Đó đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn quá, nhỏ gọn lắm, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn này. Đấy, nhỏ gọn luôn, rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái tẩy xanh chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ bấm móng màu xanh như này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên như là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa, rồi nói chung là nạo gót chân, rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây, rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy. Có nặn mụn rồi có 4 cái bấm móng này, 1 2 3 này, 4 cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành nhá. Đấy. 100 cành, lên mã giúp em là bộ ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok.